Xin gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio trên toàn quốc. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin các bác có thể liên hệ với em Hồng Anh qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ các bác nhé. Và rất nhiều những cái sản phẩm hay tốt đợi chờ các bác. Nếu mà các bác cảm thấy clip của em là có ích, vui lòng cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về ngày. Hôm nay muốn giới thiệu với các bác chơi những cái sản phẩm mà phải nói rằng là rất hiếm khi và rất ít khi có thể thấy được. Bởi vậy rằng là đây là những cái phụ kiện rất là tốt và chất lượng. Và xin cam kết là chuẩn xịn thật. Bởi vậy các bác hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ở trong cuộc chơi. Đầu tiên là một bộ rắc bắp chuối có 4 cái thôi. Em cũng đã từng chia sẻ cho tất cả các bác chơi rồi. Và lâu lắm mới lại có được thêm 4 cái nữa. Hàng cực kỳ nặng nhá. Em nói như thế này để các bác có thể hình dung ra được cái độ nặng của nó. Toàn bộ cái thân này là bằng kim loại nguyên khối. Và chỉ được tiện cái phần gen để còn bắt cái ốc xiết dây. Cũng như là một cái lỗ ở giữa có cái đường kính là rơi vào khoảng 2,7mm, tương đương với lại một cái dây có cái kích thước nó rơi vào tầm khoảng 3 ly hoặc là hơn 3 ly một chút nhá, là có thể đút vừa vào cái lỗ này. Nặng trịch luôn, cắm rút rất là tốt, đây là hàng rất là xịn, bởi vậy các bác hoàn toàn yên tâm chơi. Hình thức cũng rất là đẹp rồi, nếu mà các bác nào mà đang cần một bộ 4 cái hoặc đơn giản là muốn mua sưu tầm cất đi thì đây là một bộ rắc rất là tốt và giá cũng rất là rẻ thôi. Một bộ 4 cái như thế này giá bình thường, giá gốc đang là rơi vào khoảng 1,3 triệu cho một bộ 4 cái. Nhưng mà em đang chia sẻ các bác chơi với giá là 600.000 nhé. Và giá là giá chuẩn rồi. Thật ra thì rất nhiều những cái món hàng này giá trị của nó cũng không phải là nhiều. 1-200.000 không phải là lớn, nhưng mà đây cũng là cái mức giá mà em đã cân đối và tính toán kỹ để có thể chia sẻ cho tất cả các bác chơi rồi. Nên là cái nào mà em có thể dù gì bớt được thì em sẽ bớt. Còn có những cái món hàng thì em sẽ không thể bớt được các bác ạ. Vì giá đã hợp lý so với lại cái sản phẩm em đem lại rồi nhá. Bởi vậy là nếu mà các bác thấy phù hợp thì các bác chơi duy nhất một bộ 4 cái này thôi. Và cũng không có nữa. Bởi vậy rằng là nếu mà cảm thấy vừa ý cũng như là phù hợp mà muốn tìm đồ xịn thật thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. 4 cái rắc rất là nặng. Tiếp theo nữa vẫn là một bộ bắp chuối. Một bộ bắp chuối còn rất là đẹp. Thường thường thì những cái dòng bắp chuối này hình thức nó sẽ bị xuống cấp mà đi nhiều rồi. Nhưng bộ này thì còn long lanh lắm các bác ạ. Rất là đẹp. Em tháo sẵn ra để các bác có thể ngắm nhìn được nó dễ hơn. Cắm rút rất là êm ái, rất là khít. Những cái dòng rắc này thì vừa những cái dây loanh quanh cỡ tầm khoảng đường kính nó rơi vào khoảng 4 ly, tương đương với lại những cái dây rơi vào tầm khoảng 5-6 ly đổ lại vẫn có thể nhét được vừa. Với cái đầu lỗ vít bé này, các bác có thể nhìn đặc điểm nhận dạng rất là dễ. Đây là dòng châu Âu, dòng Anh cổ, rồi đời trước, có cái chất lượng dùng khá là tốt. Em sẽ cầm lên, hơi khó cầm một chút. Khá là nặng nhá, bằng kim loại, bằng đồng. Đầu rắc còn tương đối là tốt, tất nhiên là đã hàng qua sử dụng rồi chứ cũng đây cũng không phải là hàng mới tinh đâu. Lỗ vít bé và đầy đủ luôn cả 8 cái vỏ để các bác dùng nó được thuận tiện và được dễ hơn. Vỏ này cũng là vỏ xịn theo rắc luôn nhá. Những cái dòng cổ thì họ sẽ không để chữ đâu. Những cái dòng Anh cổ thường thường là vậy, nhưng mà nó là xịn, còn các hãng về họ mới dập chữ vào, về công nghệ in ấn nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Bởi vậy rằng là đôi khi chỉ cần nhìn chất liệu là cũng đã biết rằng là hàng có chuẩn xịn hay không rồi. Vậy em sẽ lắp vào phần vỏ để các bác có thể ngắm nhìn được nó nhé. Em đã lắp vào vỏ đây rồi, các bác có thể thấy là bộ rắc này em tuyển chọn rất là đẹp, ghép thành một bộ rất là chuẩn chỉ để cho các bác chơi rồi. Và bộ rắc này đang được em chia sẻ các bác chơi với mức giá chỉ có 1,1 triệu thôi nhá. Đúng nghĩa, đúng lý ra sẽ là 1,2 triệu, nhưng mà em cũng cân đối một chút để các bác có thể dễ chơi hơn rồi. Bởi vậy rằng là các bác vui lòng không mặc cả thêm. Nếu thấy bộ rắc này ưng ý vừa mắt thì các bác chơi
xin khẳng định là rắc xịn thật, bởi vậy các bác hoàn toàn yên tâm chơi nhé. Một vụ rắc bắp chuối giá thành khá là hợp lý, 1.100.000. Tiếp theo nữa ở trong clip ngày hôm nay sẽ là một cặp chuyển đổi cho tất cả các bác chơi âm ly lick. Sẽ cần cặp chuyển đổi này, đấy là rắc loa rắc xịn nhá, với cái dây là dây của Đức, made in Germany, chuyển ra đầu cắm bắp chuối, dây rất là tốt. Ở đầu đen như này là đã được đổ keo để cái khả năng dùng cũng được tốt hơn và chắc chắn hơn. Dây này lõi 2.5 ly, thoải mái dùng. Một bộ chuyển đổi rất là tốt để cho các bác có thể tiện được sử dụng trong việc cắm rút. Và đồ xịn chuẩn, các bác yên tâm chơi. Những cái rắc này vô cùng hiếm, xin nhắc lại là không phải lúc nào mà có sẵn tiền là cũng có thể mua được. Một bộ chuyển rắc loa của Lick đang được em chia sẻ với mức giá là 780.000 cho một bộ chuyển này. Dây và rắc đều xịn và tốt cả. Nếu cảm thấy phù hợp, hợp lý thì vui lòng liên hệ để sở hữu. Chỉ có duy nhất một bộ này thôi nhé. Nữa ở trong clip ngày hôm nay thì vẫn là những cái sản phẩm cực kỳ ngon, bộ rẻ, giá chỉ có vài trăm nghìn. Một cặp dây tín hiệu hàng theo máy nhé, hàng theo thiết bị, hàng Anh, chuẩn xịn. Các bác yên tâm chơi, nhìn cái bộ đầu rắc thôi đã thấy nó rất là khôn rồi. Với cái tổng chiều dài là 1.2 mét cả rắc. Nếu mà bác nào đang cần tìm những cái dây chuẩn xịn nhưng mà giá phải rẻ thôi thì có lẽ đây là một sự lựa chọn cũng rất là tốt và hiệu quả, với mức giá 400.000 cho một sợi dây tín hiệu, xin cam kết là chuẩn xịn thật. Các bác yên tâm chơi và trải nghiệm các bác nhé. Hàng theo thiết bị, hàng Anh, bởi vậy là chất lượng nó cũng tương đồng hơn rất nhiều những cái dây, mặc dù có thể nó to hơn, hoành tráng hơn nhưng mà đôi khi cái chất âm ra nó chưa chắc đã bằng được đâu. Các bác chơi cassette, chơi bằng cối, chơi những cái dòng dây mà không cần phải nó quá là ghê gớm, chỉ cần cái chất nó mộc mạc thôi thì đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Cũng lần đầu tiên em chia sẻ được cho các bác chơi cái dòng dây nó dạng như vậy các bác ạ. Một cặp dây có cái màu đỏ rất là đẹp đến từ thương hiệu Cambridge Audio. Em Hồng Anh cũng đã từng chia sẻ nhiều những cái sản phẩm đến từ thương hiệu này rồi. Một trong những cái sản phẩm của Anh đáp ứng được rất nhiều những cái yếu tố về kể cả giá thành lẫn chất lượng. Dây Cambridge Audio của Anh với cái đầu tiếp xúc thì được mạ vàng, giúp cho kết nối được chuẩn chỉ hơn. Ở đây người ta một cái thì đã mất tem rồi, còn những cái còn lại sẽ là âm ly đây. Âm ly in, đường vào âm ly, cũng như đường ở đây sẽ là đường tape line out. Mặc dù ghi là tape nhưng hoàn toàn vẫn có thể cắm được cho tất cả những cái nguồn phát khác, kể cả là từ cối, từ CD, từ DAC vân vân, chứ không cần phải máy móc quá đâu nhé. Với cái đầu rắc là đầu đúc và có cái độ dài là 1 mét. Và cặp dây này thì giá thì rất là rẻ rồi, chỉ có 850.000 thôi cho cái cặp dây tín hiệu này. Các bác lựa chọn nếu mà không cần dây nó quá nhiều tiền nhưng mà vẫn muốn tốt thì có lẽ là cũng nên lựa chọn những cái dòng dây này. Nó khá là phù hợp, màu sắc cũng rất là bắt mắt các nhá. Cắm vào hệ thống nhìn trông cũng rất là đẹp và yên tâm, ai hỏi đều có thể trả lời được là dây Anh Cambridge Audio. Yên tâm chơi.